Em Lan Rừng Cường Hiền xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay là buổi sáng của ngày 26 tháng 8 năm 2024. Hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống, những chậu nái đẹp, chia sẻ tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng nhất. Và các bác xem video thấy hay thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của nhà vườn các bác nhá. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu bệt võ tòng nhá, bệt võ tòng. Chậu này thì một mầm gốc và một ki trên thân. Ki này thì đang bắt đầu nhú rễ rồi các bác nhá. Đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay, một chậu nái bệt võ tòng mầm gốc 52. Mầm gốc này rơi vào khoảng tầm 35-37 cm rồi các bác nhá. Đơn hàng số 2 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000. Đấy, ngọn đang đi rất là đẹp. Chậu này các bác về sang năm nên các bác ngắm hoa luôn nhá. Những chậu này là chậu nái luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, chậu này 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc, ngọn đang đi rất là đẹp. Đơn hàng số 3 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay, chậu này là một bụi luôn các bác nhá, một bụi rất là nhiều đầu này. 1 2 3 4 5 6 7. Nói chung là cả to cả nhỏ thì nó 7 đầu các bác nhá, cả to nhỏ 7 đầu. Như cái chậu này thì về là các bác phải sang cái chậu to hơn này, vì cái chậu này thì nó hơi nhỏ. Đơn số 4 này thì cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 nhá. Nhưng mà như cái chậu này thì theo như em là phải có tách làm hai này. Một tách làm hai như này. Một chậu 3 mầm và một chậu 4 mầm nhá. Vì là 7 mầm này thì nó hơi nhiều. Sang năm nó có đẻ mầm gốc nữa. Đây là đơn hàng số 4. Hết đơn hàng số 4 này là hết võ tòng. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay nó là một chậu 5 cánh trắng vô thường rồi nhá. Vô thường, một trong những mặt cái bông rất là đẹp. Bông vô thường vừa rồi nở lại đấy. Mắt rất là đẹp của các nhá. Cái kỳ này thì nó rơi vào khoảng tầm gần 30 cm rồi. Gần 30 cm. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay, một chậu 5 cánh trắng vô thường đấy, ngọn vẫn đang đi. Đơn hàng số 6 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng các bác nhé. 400.000 cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay, cái này là cái cắt khúc cô nhá, cắt khúc đây ạ. Cái mắt cái này vẫn còn một mắt này. Vẫn còn một mắt đây. Cái này thì các bác về có thể cắt ra hoặc là bôi một tí duy xanh vào đây là nó sẽ bật cái mắt này luôn các bác nhá. Đấy, kỳ ngọn vẫn đang đi, đang đi rất là đẹp. Chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay, một chậu 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương các bác nhá, người đẹp Bình Dương. Kỳ này thì ngoài 20 cm rồi. Ngọn vẫn đang đi. Đấy, mẹ đây. Kỳ ngoài 20 cm mà mẹ vẫn còn rất là to nhá. Cái dòng Bình Dương này thân nó rất là to. Và hoa của nó là cái dòng 5 cánh trắng cao cấp luôn đấy ạ. Đơn hàng số 9 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn số 10 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000. Một kỳ Bình Dương rất là đẹp các bác nhá. 430.000 cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000. Kỳ này thì nó rơi vào khoảng tầm 15-17 cm rồi các bác nhá. Ngọn này, ngọn đang đi rất là đẹp. 450.000. Những cái kỳ này về là sang năm các bác có thể test hoa được luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000. Những cái mặt bông rất là đẹp mà size thì rất là vừa tiền để các bác sưu tầm làm giống. Những cái mặt bông này trước đây thì giá trị của nó rất là cao rồi nhé, cực kỳ là cao luôn. Nên là rất là nhiều bác chưa có giống. Thời điểm này thì nó rẻ rồi nên là các bác có thể sưu tầm những cái mặt bông đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng ngọc sơn cước các bác nhé. 5 cánh trắng ngọc sơn cước. Cái đây thì là ki cắt khúc ươm tự nhiên. Đấy, bám chậu rễ rất là đẹp rồi. Đấy. Tất cả thì vẫn đều đang đi ngọn. Cái này thì em chia sẻ cho các bác giá là 250.000 đồng trên một chậu như này các bác nhá. 250.000. Đấy, các bác lấy 1 kg hay 2 kg. Các bác có thể lấy 2-3 kg về các bác ghép chung thành một chậu.
ghép chung thành một chậu. Sang năm là các bác lấy mầm gốc làm chậu nái luôn. Đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay đó là một kỳ nằm cánh trắng Juliet. Siêu nhiều rễ luôn rồi nhá. Đấy. Cực kỳ nhiều rễ luôn, bám chậu rồi. Đơn hàng số 14 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 400.000 đồng cho đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000. Kỳ này quá đẹp luôn các bác này. Kỳ này kỳ đầu ngọn, rất là khỏe. Đơn số 15. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 850.000. 850.000 một cái kỳ Juliet này. Thì gọi rất là đẹp luôn rồi nhá. Kỳ này là kỳ cắt khúc, dễ bám chậu này. Đấy, cái kỳ này gần như là kỳ ươm lượt gần như là gần đầu tiên này các bác nhá. Nó cái Juliet này rất là khỏe. Nó mở lá rồi thì nó đi rất là nhanh, đi cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, đơn hàng số 17. Và mặt bông thì em có để phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú chị mình cùng tham khảo. Các bác ưng mặt bông nào thì các bác có thể là liên hệ cho em. Và chỗ em thì hôm nay nó hơi nắng nên là có thể là sẽ có những đơn hàng nó hơi bị lóa. Nên là các bác xem mà chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo. Thì em sẽ chụp lại chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là một chậu nái nằm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc các bác nhé. Cái nằm cánh trắng Phú Thọ này thì nó rất là dễ hoa, rất là dễ hoa sai hoa. Và cái dòng này nó đẹp từ thân lá đến mặt hoa các bác nhé. Chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng nhá. 180.000. Đấy, ngọn này, ngọn vẫn đang đi rất là khỏe nhá các bác nhá. Ngọn vẫn đang đi này, đi phà phà luôn. Đây đơn hàng số 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay, chậu này cũng hai mầm gốc các bác nhá. Đơn hàng số 19 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000. 2, 4, 6 mầm dài thì ngoài 60cm rồi các bác nhá. Mầm ngắn thì khoảng 40cm, tầm khoảng 1m rồi. Đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay, chậu này 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc. Đơn số 20 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 các bác nhá. 3 mầm gốc vậy ạ. Tất cả đều đang đi ngọn. Đấy, những cái mầm này rơi vào khoảng 40cm này. 40cm là 80cm, 80cm và mầm dài này rơi vào khoảng 60cm, đang tầm khoảng 1m3, 1m4 rồi các bác nhá. 3 mầm này rơi tầm khoảng 1m3, 1m4. Đấy, em ang áng găng tay em đấy. Chậu này các bác về ngắm hoa quá đẹp luôn, 180.000 cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay, một chậu nái hồng mỹ nhân. Chậu này quá là đẹp luôn các bác nhá. Lô mỹ nhân và lô Phú Thọ vừa rồi á hậu đó, là những cái phải nói là những cái lô mà về cực kỳ là đẹp. Bây giờ các bác sưu tầm những cái lô Phú Thọ hoặc á hậu hoặc là bạch tuyết như này, à em xin lỗi, mỹ nhân như này nó rất là ít thôi nhá. Hầu như bây giờ là không có. Mỹ nhân sắp tới, mỹ nhân á hậu sắp tới là số lượng cực kỳ ít. Ví dụ các bác chơi sưu tầm ấy, mỗi bác thì cũng sẽ có một vài chậu hoặc một vài kỳ, nhưng mà để có những cái chậu đẹp như thế này thì bây giờ rất là ít các bác nhé. Vì là thật ra phải nói thật ra là bây giờ nói tâm lý là vừa rồi lan nó rẻ nên rất là nhiều bác thì cũng không chăm sóc gì nên là cây nó rất là xấu. Còn những cái lô này thì phải gọi là quá là đẹp, ở ngoài đẹp hơn trên video rất là nhiều các bác nhé. Đơn hàng số 21 này, chậu này hai mầm gốc các bác nhé, hai mầm gốc đây ạ. Ngọn này, ngọn vẫn còn rất là to luôn các bác nhá. Hai cái mầm này ấy, thì nó sẽ dao động tầm khoảng 1m6, 1m7 hai mầm này, tổng hai cái mầm này các bác nhá. Đơn hàng số 21 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn số 21. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 ngày hôm nay, chậu này hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc, ngọn đấy ạ, ngọn đang đi đây. Đơn hàng số 22 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 cho đơn số 22. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 ngày hôm nay, chậu này 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc. Đây ạ. Đấy, tất cả đều đang đi ngọn rất là đẹp. Đơn hàng số 23 này, 3 mầm gốc thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho đơn 23. Em chuyển qua đơn số 24. 24 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000, chậu này 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc rất là đẹp. Những chậu này là về các bác ngắm hoa là sang năm nó sẽ được khoảng tầm 4 cho đến 6 mầm gốc trên một chậu, là một chậu nái đẹp luôn. Đơn hàng số 24 rồi nhá. Đơn hàng số 24 250.000. Em chuyển qua đơn hàng số 25.
Đơn hàng số 25 ngày hôm nay, chậu này 3 mầm gốc, nhưng mà chậu này thì 3 mầm gốc là dài hơn, đẹp hơn. Đơn 25 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 rồi nhá. 280.000 cho đơn số 25. Em chuyển qua đơn số 26. Đơn số 26 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000. 150.000 cho đơn số 26. Em chuyển qua đơn số 27. Đơn số 27 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng Á Hậu 3 mầm gốc vào nhá. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay chậu này 2 mầm gốc vào nhá. 2 mầm gốc rất mập, khỏe đẹp, ngọn đẹp, ngọn đi phà phà luôn. Đơn 28 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn số 29. Đơn số 29 ngày hôm nay chậu này 2 mầm gốc vào nhá. Đơn 29 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 cho đơn hàng số 29. Cái này em quay nó đang nắng nên là có thể là nó sẽ hơi khó nhìn rồi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay trọng này 4 mầm gốc rồi nhá. Đơn số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 31. Đơn số 31 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng Á Hậu 3 mầm gốc đây ạ. Ngọn vẫn đang rất là to nhá, ngọn vẫn rất là to thân này. Cái dòng Á Hậu này thì được mệnh danh là dòng thân thụ nhá, thân thụ rất là sai hoa. Hoa rất là thơm, cái cánh hoa nó rất là bóng thôi nhá. Đơn hàng số 31 này, cái chậu này 3 mầm gốc này nó rơi vào khoảng tầm 2m7, 2m8 rồi. Nói chung là thân ngọn thì nó phải rơi khả năng là phải rơi tầm 4m. Đơn số 31 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 600.000 đồng rồi nhá. 600.000 cho đơn số 31. Mỗi một thân này rơi vào khoảng tầm 90 ngoài 90 cm rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 32. 32 ngày hôm nay một chậu nái hồng Á Hậu. Chậu này 9 mầm gốc rồi nhá, 9 mầm gốc. Đơn hàng số 32 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 650.000 cho đơn số 32. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay đó là tím tuần triệt các bác nhá. Đơn hàng số 33 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng trên một ki cho đơn số 33. Em chuyển qua đơn số 34. Đơn số 34 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng mắt trâu các bác nhá. Ki này là ki cắt khúc. Đơn 34 này thì cái này size nhỏ thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng trên một ki cho đơn số 34. Em chuyển qua đơn số 35. Đơn số 35 ngày hôm nay một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Đơn 35 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000. Em chuyển qua đơn số 36. Đơn số 36 ngày hôm nay đó là mầm gốc các bác nhé. Đơn 36 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 cho đơn số 36. Em chuyển qua đơn số 37. Đơn số 37 ngày hôm nay đó là một ki 5 cánh trắng bảo duy. Ki này là ki cắt khúc các nhé, cắt khúc ươm tự nhiên. Đơn số 37 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 420.000 đồng cho đơn số 38. Em chuyển qua đơn số 39. Đơn số 39 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng nhé. 5 cánh trắng bảo duy. Em chuyển qua đơn hàng số 40. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng người đẹp không tên. Ki cắt khúc ươm tự nhiên. Đơn số 40 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng trên một ki các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 41. Đơn số 41 ngày hôm nay một chậu nái người đẹp không tên, một mầm gốc. Mầm gốc với 20 cm, ngọn đang đi rất là khỏe, một ki trên thân đang nhú rễ. Đơn số 41 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 cho đơn số 41. Em chuyển qua đơn số 42. Đơn số 42 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng gấu trúc. Đơn số 42 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Ki này 20 cm nhau nhé. Đơn số 42. Em chuyển qua đơn số 43. Đơn số 43 ngày hôm nay đó là một cái mầm gốc. Đơn 43 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn 43. Em chuyển qua đơn hàng số 44. Đơn hàng số 44 ngày hôm nay đó là một chậu thế hồng hạc rồi nhá. Thế hồng hạc 2 ki, ngọn đang đi rất là đẹp. Đơn 44 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1.500.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 45. Đơn hàng số 45 ngày hôm nay đó là một cặp sơn nữ Sơn La. Một cặp sơn nữ Sơn La các bác nhá, rất là đẹp, ngọn vẫn đang đi. Tất cả đều ra rễ ấm chậu rồi. Đơn hàng 45 này em chia sẻ cho các bác với giá là 3 triệu đồng cho đơn hàng số 45. Và đơn hàng số 45 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349
581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.